Đây cái món đậu hũ rang này quý vị các bạn. Đậu hũ kho. Khách vô nữa rồi chị. Khách đây ăn cũng sớm quá ha. Khách thì chị cho có chút sáng sớm rồi dạ. Trưa rồi. Sáng mọi người, công nhân. Mọi người cũng ăn sớm. Ừ, trưa thì chợ nó xuống vậy. Dạ. Wow, cái món này à. Sao chị hai cho. Dạ. Chị thích tiêu à. À, tiêu nó thơm chị. Ừ, ớt chị không ăn là mà chị thích tiêu. À, vậy là hợp với cái vị tiêu ha. Ừ, tiêu. Oh, món này hấp dẫn. Cổ qua xào đậu hũ. Quá đã luôn. Hợp lý ha. Quá đã. Rồi mình đang có mặt ở ngay không gian bếp của quán chay rượu vi quý vị các bạn ha. Hôm nay mình quay trở lại xem là chị Hiền nấu những món chay như thế nào nha quý vị các bạn. À, tập này thì mình chia sẻ tới quý vị các bạn chi tiết về những quy trình chị nấu nha. À, chủ yếu là quay vào quy trình nấu thôi. Đây là chị đang kho một cái chảo khổ qua quý vị các bạn. Dạ em chào chị Hiền nha. Dạ. Đây chị đang làm 3-4 cái chảo ở đây luôn quý vị các bạn. Hôm nay nấu khoảng nhiêu món chị? Mấy chục. Dạ, mấy chục món luôn. Mấy chục món. Món này món gì chị ha? Cái này là đùi gà có sả. À, đùi gà có sả. Ở đây chị Hiền chỉ làm chế biến nước sốt rồi này kia là theo công thức riêng nha quý vị các bạn ha. Tập trước mình ăn cơm chị nấu á, chị chế biến khá là ngon quý vị các bạn. Coi như đùi gà nó là đùi gà kho sả chị ha. Đùi gà kho sả. Rồi chị cho một chút xíu ớt lên ha. Hôm nay mình đi sớm quý vị các bạn để quay được nhiều món chị nấu hơn ha. À, chị ra món cho món này ha. Đùi gà. Thơm quá. Trời cái đùi gà nhìn đã ha. Dạ. Cái chảo đang bốc khói bên này là chảo gì chị? Chị đang kho đậu hũ. À kho đậu hũ. Wow. Đậu xả, đậu kho, đậu súp cà. Dạ. Cái món nào thì người ta ăn cũng hết. Mà ở đây người ta thích cái đậu hũ của chị ấy xả đó, của hôm nay. Dạ, hôm em ăn rồi. Rồi. Dạ. Chị làm cái nước sốt nó thơm. Bên này là cái chảo khổ qua như thế các bạn. Kho cá kèo hả chị? Dạ. Yeah. Những cái món này đa phần là dùng chung cái nước sốt chị ha. Chế biến khác chút đi đúng không? Cái món nào mà mình làm cái hương vị khác đi đó, đó chị để ý nha. Dạ thơm quá. Ở đây chị làm được 2, 4, 6, 8, 9 miếng đậu hũ cho một khay quý vị các bạn. Hôm nay anh về quê hả chị?
giấy tờ con mình chị Hiền đó. Dạ. Nên chị Hiền làm sớm kịp á. Làm sớm sớm kịp đúng không? Ừ. Để tới là chị Hiền làm không kịp. Rồi cái thằng bạn trẻ gì phụ chị đâu rồi? Về quê luôn. À. Coi như là hôm nay quán của mình chị Hiền làm thôi. Cái bạn ở ngoài quê vào giờ xin về quê có việc rồi. À. Cái này mình gọi là cá kèo kho gì chị ha? À, cá kèo kho ớt. Dạ. Nước tương. Kho ớt với nước tương ha. Ớt kho nước tương. Cá kèo với kho nước tương, nước mắm rồi đó. Dạ. Đỡ món để chị coi cái này cho nó cháy, cái bếp dơ, cái bếp vậy nó chật. Dạ dạ không sao chị. Rồi chị coi cái khổ qua nha. Lấy ra chị ha. Cái này giống như mình đang chiên cho nó xanh lại á chị ha. Chị hấp. Hấp xong rồi mới chiên rồi mới kho. Hấp xong chiên, chiên rồi mới kho. Kho, đúng rồi. Chà, nhiều công đoạn ha. Đây chị kho. Còn nếu mà làm canh thì chị khỏi chiên. À. Nếu làm canh là chị chỉ có hấp, hấp rồi, rồi cho nước rồi thôi. Như cái mẹ này nè, chị làm cái gì? À, mẹ nào? Mẹ này nè. Mẹ đang à, lấy này. Là chị làm ủ qua kho. Ủ qua kho, dạ. Chị vớt ra hết không? Em vớt ra phụ chị nha. Dạ. Này làm đầu bếp quý vị. Tại bữa trước tập trước mình ghé thì có anh phụ á quý vị. Tập này có một mình chị làm thôi. Thôi mình phụ được cái gì mình phụ ha. Cái hồi. Dạ. Ai chơi cho lại. Ai chơi cho lại. Dạ. Món gì tiếp theo chị? Món này là món heo quay. Heo quay. Dạ. Tắt luôn hả chị? Ờ, tắt bếp luôn. Dạ, dạ, dạ. Ơi, có khách. Dạ, khách mua trước. Ừ. Chị lên bán cho khách đi. Nhiều chế, cách chế biến khác nhau hả? Ừ. À, ở đây là heo quay là chị cho chút bơ cho nó thơm. Dạ. Em thấy dưới có bịch nấm đó, chị làm món gì? À, nấm kho tập cẩm á. À, kho tập cẩm. Rau, bơ, nấm để mình kho. Chị để gần đó. Gần cái bếp ra cháy không? Không, cháy. Dưới chị trên đây cũng sợ ở dưới không sợ. Dạ. Đấy, chị đang sơ chế cái phần nước sốt xong rồi chị sẽ bỏ heo quay vô quý vị các bạn. Heo quay là mình làm trước rồi chị ha. Dạ. Quay cho riêng, quay cái quán gì.
bò bò nước bơ thì nó thơm. À. À, một chị là đẹp gái, một anh là đẹp trai. Dạ. Mà tại vì em xem YouTube á, thấy quán chị, em gái ủng hộ cho chị. Dạ. Ở quận 12 á. Quận 12. Ừ, quận 12. Xong rồi chị ha. Ừ, xong rồi. Dạ. Yeah. Nó cả tới cả lui cho chị Hiền cái tới bộ đũa đó. Không tới với lại em tập đũa đó. Dạ, yeah, tập trung em quay á. Đây cái món đậu hũ ra này quý vị các bạn. Đậu hũ kho. Khách vô nữa rồi chị. Ơi, cho chị ăn chút nha. Khách đây anh cũng sớm quá ha. Khách thì chị cho có chút sáng sớm rồi yeah. Lại trưa rồi đó. Sáng mọi người nhân. Mọi người cũng ăn sớm. Ừ, trưa thì chợ nó xuống vậy. Dạ. Rồi, thơm quá chị ơi. Chị mang ra luôn ha. Có khách tới mua cơm quý vị các bạn. Đây mình đi lui ở đây tí ha. Đây chị lên quầy cũng được khá món rồi quý vị các bạn. Cái này là trung thủy luôn á. Ồ dạ. Chị hay ăn chay ở đây hả chị? Dạ. Dạ. Mình đang ở gần đây hả chị hả? Dạ em ở bên chợ. Dạ. Chị ăn thường xuyên đây luôn. Dạ. Chị ăn thì mình cảm nhận món quán chay ở đây nấu như thế nào chị? Hợp khẩu vị với em. Dạ, hợp khẩu vị với chị ha. Hợp khẩu vị là mình ăn thường xuyên chị ha. Dạ. Dễ ăn, dạ. Rồi em cảm ơn chị nha. Cảm ơn. Dạ, chúc chị bữa sáng ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn chị. Chị mua chanh hũ chị đi làm. Mình làm ở gần đây luôn hả chị? Dạ, em làm gần đây. À, làm gần đây luôn, dạ. Rồi, cảm ơn chị gái nha. Coi chị chế biến được những món gì rồi nha quý vị các bạn ha. Đây có một cái khay cá thu này. Rồi phần chả này. Đậu hũ sốt sả này. Đó, bên kia là cái phần đùi gà với cá kèo. Khá món rồi, chút xíu mình ra mình quay chia sẻ sau ha. Di chuyển vô trong bếp để coi chị chế biến tiếp nha. Cái màu xanh của cái lá lốt rất là bắt mắt ha. Rồi chảo bốc khói rồi. Hình như là chị nêm nếm là quen tay đó quý vị các bạn ha. Cứ múc là đổ à. Dạ nó có chừng đó. Nhiều người họp với làm cái gì họp cũng có công thức. Dạ. Không thức gì. Quen cái tay là tới đó rồi đó. Chị thấy nước leo cũng vậy, cũng không có hai giá ba giá vậy đó. Dạ. Tay của chị lường tới đó là nó tới đó thôi. Quen tay. Quen cái tay vậy rồi. Nên không có hai giá ba giá vậy đó. Nem theo cảm giác chị ha. Đúng rồi, nem theo cảm giác của chị. Gia vị nem nếm là chị để lên trên khay hết hả? Dạ. Yeah. Nói chung là mình nghĩ là dạ. Kháng ăn chay vậy hả? Hôm nay mình nấu món canh gì chị? Canh chua rau muống. Canh chua rau muống. Ừ. Canh chua rau muống, canh chua bắp cải rồi canh chua măng. Dạ. Chị cứ thay đổi liên tục vậy đó. Nhưng mà vẫn canh chua. Mình chỉ có canh chua thôi đúng không? Canh chua hoài, không có canh đồ khác. Canh đâu canh khác là không chịu nha. Dạ. Canh chua em rang.
canh chua em ra. Ừ, canh yeah. chua là em ra, mà canh canh khác là không chịu đó. Yeah. Rồi cái nước sốt chị làm xong rồi chị chan lên cái phần lá lốt ha. Cái này gọi bò lá lốt thôi chứ nó là chân nấm cái này kia gì chị ha? Bò trong thì có bò lát, đó, bò lát chay. Dạ. Yeah. Bò lát chay đó với lại lá lốt, với củ cải đỏ, trong cái nhân của nó. Dạ, yeah, thơm lắm luôn đó. Rồi bên này cái chảo này. Hủ qua kho tàu hủ. Đó, hấp dẫn ha. Rồi cái shop quần áo kế bên nó lại lên nhạc rồi. Cứ 6 giờ nó lên nhạc. Dạ. Ngày nào cũng vậy luôn hả chị? Ngày nào cũng vậy, lên nhạc tới 9 giờ nghỉ. Cứ sáng thôi. À. Cứ chơi sáng có tối nha. Lên nhạc tới 9 giờ nghỉ. Ờ 9 giờ sáng, lại tối thì 7 rưỡi. Dạ. Cứ 4 giờ chiều tới 7 rưỡi như vậy. Ok. Dạ. Người ta buôn bán mà. Người ta nó nói nó kêu mở vậy bán nó đắt. À. Người ta buôn bán là mình cũng phải chịu thôi. Người ta nhất là bán quần áo rồi hay mở nhạc rồi đấy kia. Dạ. 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 Chị cũng bó tay của em luôn. Đây là ủ qua kho. Đầu này là chị làm đầu hũ sốt cà. Đầu hũ sốt cà với khổ qua kho. Đó. Cái này đang sôi. Dạ. Đang sôi nghi ngút luôn. Chút xíu chị sẽ cho khổ qua vô nha quý vị các bạn ha. Đó, khổ qua bên đây nè. Chút xíu chị sẽ cho vô. Ủ qua lát. À, ủ qua lát hả? Ủ qua lát, còn ủ qua kho, kho là kho không. À, kho không. Đúng rồi. Coi như hai món riêng ha. Hai loại khổ qua. Cái này là chị kho với khổ qua sắp lát quý vị. Để chị cho nó thấm qua. Ý, cho nó thấm xí đậu hũ xí đó. À. Ăn cái miếng đậu hũ nó thấm nó ngon. Dạ. Thơm quá. Cho cái khổ qua nó mềm nữa là được á chị hả? Đúng rồi. Trước á là kho phải bỏ đậu hũ vô kho trước để cho nó thấm gia vị vô. Đây cái chảo này lại bốc khói lên. Có khách kìa chị. Sôi lên rồi nha quý vị nha. À, mình thấy ở trong chảo là có cà chua với hành tây quý vị các bạn. Cà chua hành tây. Sôi nghi ngút luôn. Rồi chị đang chuẩn bị nguyên liệu. Cái gì chị? Giấu nó nhắc đầu của chị. Giấu cái gì? À, giấu hả? Ừ, giấu gì á. Wow. Thơm quá. Đậu hũ sốt cà chua hành tây. Cho miếng tiêu nữa chị ha. À, cho miếng tiêu ha. Dạ. Cái nó hấp dẫn. Rồi khách nữa chị. Cho chị chú. Chị chúc em ơi. Khách mua ha. Ừ. Xanh xanh đỏ đỏ tím vàng ha. Dạ. Vàng đỏ đỏ trắng 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 dạ. Tím ha. Màu sắc ha. Rồi. Rồi cái món này. Hấp dẫn quá người ta ăn. Món này sắp được. Ở bên kia người ta mở nhạc hơi lớn quý vị các bạn. À, mình cố gắng mình nói nhiều tí để cho nó lấn cái tiếng nhạc đi quý vị các bạn mong mọi người thông cảm nha.
Rồi xem chị bán hộp cơm cho khách chút xíu nha. Chị gái mua gì á chị? À mua đồ ăn hả? Có cơm mà cơm đồ riêng. Ăn riêng. À cơm riêng đồ ăn riêng. Em trưa nó mới ăn. Mua để ăn trưa hả chị? Dạ. Mua trưa, ăn trưa. Ăn trưa là để. Vậy là chắc chị gái ăn chay luôn. Cơm chay là để trưa nó không có hư bác. Dạ. Cơm mặn là để trưa nó hư. Nhiều món rồi nha quý vị các bạn ha. Đó. Tháng này đang chay đó. Tháng này. Bán được. Dạ. Hiện làm nhiều món một chút vậy thôi. Đây có món chả giò chiên đó này. Rồi món sườn ha. Đậu hũ kho cà rốt này. Đó. Món nui xào. Rồi bên này là có rau muống xào. Đậu que xào quý vị các bạn. Cái chả để Thiền bỏ đậu phụng lên chứ. Dạ. Nó nhiều. Bầu ha. Rồi mắm thái. Cá cơm chiên. Cà. Wow, sao món này sao chị hai cho? Dạ. Chị có thích, chị thích tiêu à? À, tiêu nó thơm chị. Ừ, ớt chị không ăn là mà chị thích tiêu. À, vậy là hợp với cái vị tiêu ha. Ừ, tiêu. Oh, món này hấp dẫn. Cổ qua xào đậu hũ. Quá đã luôn. Hợp lý ha. Quá đã. Thơm này bốc khói là vừa mới ra luôn quý vị các bạn. Đó, quý vị các bạn thấy ha. Wow, cái khay nhìn chất lượng luôn. Quá đã. Cái này là xong luôn rồi đó chị ha. Ừ, xong rồi đây. Dạ, xong rồi. Đẹp quá nè. Rồi bầu ha. Có cả cà tím nữa này quý vị. Có cả cà tím ha. Rất là nhiều món ở đây luôn. Rồi có món khổ qua xào thập cẩm này. Với đậu hũ ha. À, khổ qua nhồi nữa này. Rồi cà tím bên dưới nữa quý vị các bạn. Chả giò ha. Rồi bây giờ thì Xuân Mắt sẽ ăn sáng nha. Ăn thử mấy cái món chị nấu này. Thơm quá quý vị. Mà công nhận là chị Hiền chị rất khéo tay. Chỉ làm nó đậm đà. Không gian quán thì cũng nhỏ gọn nhưng mà làm rất là khéo tay. Cơm. Thì có kèm bịch canh chua nữa nha quý vị các bạn ha. Đây, bịch canh chua này. Đó. Lý do sáng ngày hôm nay mình ghé vào quán cà phê mình review á là ở bên quán cơm chay của chị Hiền á có một cái shop quần áo. Và buổi sáng thì shop quần áo mở nhạc rất là lớn quý vị các bạn, tại người ta đang mua bán mà. Cho nên rất là tiếc mình không có thưởng thức bữa sáng tại quán chị Hiền được. Mà mình ngồi trong quán cà phê về mình ăn cái món cơm chị Hiền nấu cũng rất hấp dẫn quý vị các bạn. Một cái trải nghiệm rất là thú vị. Từ miếng đậu hũ ha. Ngon quá. Đậu hũ ăn không cũng được luôn. Quá đã.
ăn thêm miếng cơm. Ngon quá. Cà rốt à. Nó mềm nó ngọt. Khổ qua rồi. Thơm quá. Đậu que ha. Phần lớn á, mình thấy những món ăn chị nấu á, đa phần là chị dùng tiêu cho nó thơm và có ớt sa tế. Và cái cách chị làm á, chị nêm nếm nó rất là đậm đà. Cà tím thơm quá. Cá cơm, hoa chuối, cà rốt. Một cái hộp cơm chị làm cho mình rất là chất lượng quý vị các bạn. Đồ ăn rất là nhiều luôn. Ngọt. Cái đậu hũ là thơm. Không biết chị nêm nếm làm sao á, mà rất là vừa ăn. Thơm. Quá. Cái trái khổ qua nhồi nha. Cái khổ qua nhồi này là quý vị các bạn, chị làm khá là công phu luôn. Ban đầu là chị hấp nè, hấp trước ha, hấp xong rồi bắt đầu chị mới chiên, chiên xong bắt đầu mà chị mới xào nấu nha quý vị các bạn nha. Qua rất là nhiều công đoạn để mà có được cái trái khổ qua hấp xào như thế này. Ăn thử nha. Cái khổ qua nó hơi nhặn nhặn tí, nhưng mà trong này á thì có nhồi trong này tàu hủ ki, nấm rất là thơm luôn quý vị bạn. Ăn không mà ngon à. Ngon quá. Có bầu quá nè. Ngon. Ở đây có bịch canh, mà do là chị vội công việc buổi sáng, hôm nay có mình chị làm mà quý vị các bạn, chị quên bỏ cái muỗng vô cho mình. Chắc cắn là hút luôn nha quý vị các bạn. Mọi người thông cảm nha. Thử canh chua chị nấu nha. Ăn canh kiểu này giống như đang uống sinh tố các bạn. Về mình thấy món canh á, nó không có chua lắm quý vị các bạn, nó vừa ăn. Mà theo như chị Hiền chia sẻ thì khách của quán chị rất là thích chị nấu canh chua. Ngày nào cũng canh chua hết, canh chua măng này, canh chua rau muống, canh chua bầu bí gì đó. Nói chung là canh chua, đầy đủ canh chua quý vị các bạn. Đều nấu canh chua hết nha, không nấu một canh khác, canh chua thôi. Nhẹ nhàng dễ ăn. Chị nấu ngon lắm.
ăn như vậy thì mình không ăn được cái phần bên trong. Quá ngon. Rồi quý vị các bạn ơi, hôm nay thì Xuân Mắc rất là vui khi mà một lần nữa quay trở lại quán chay Diệu Vi, quán chay của chị Hiền, để xem những món chay chị nấu và chia sẻ với quý vị các bạn những công đoạn mà chị nấu như thế nào. Thì hôm nay thì mình đi tới do một sự cố ngoài ý muốn quý vị các bạn, quán quần áo shop thời trang ở bên đó, người ta dậy khá là sớm và người ta mở nhạc rất là lớn để người ta buôn bán, thì mình cũng không có trao đổi với người ta được, cho nên là không có quay được nhiều để chia sẻ với quý vị các bạn. Thôi hẹn quý vị các bạn tập tiếp theo nữa Xuân Mắc quay trở lại quán, thì mình cố gắng mình đi sớm hơn, hoặc là chị sẽ nấu trễ hơn chút xíu để quay được nhiều món hơn chia sẻ tới tất cả quý vị các bạn. Rồi, rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình chia sẻ về những món chay và những cái công đoạn nấu ẩm thực chay của quán cơm chay Diệu Vi. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở những video tiếp theo nha. Bây giờ thì Xuân Mắc sẽ ăn cho xong cái phần bữa sáng của mình và mình sẽ uống cà phê quý vị các bạn ha. Rồi, chào mọi người nha. Bye bye.